nay câu đơn nha anh em. Câu đơn ở hồ nó lên nha. Đó. Cần cảnh luôn. Nước cạn đó các bạn nha. Nước nó chỉ có khoảng 30 phân thôi. Mà anh em nữa xem giật cá nè. Giật cá phi con li liệu luôn. Đó đó, dính rồi đó. Hôm nay cho ba người lên YouTube luôn. Trời vậy sao anh? Thì phải cắt cái cắt này nổi chứ. Cắt 380 độ luôn. Chứ không cắt những cái lúc không có cá. Quá chứ nó coi nó đợi mình dịch cá. Để buồn ngủ không có cá không. Có mấy anh khốn nạn ngồi live stream. Có thầy quyền buổi nó mười mấy tiếng đồng hồ. Để có con cá nào mắc cười. Cá hơi bị to luôn các bạn. Hơi bự luôn á. Hôm nay con lưỡi không ngạnh nha các bạn ơi. Lưỡi 0.8. Lưỡi không ngạnh. Để câu đơn với lại đài cấp phi thôi. Phi lâu lâu vô có con trôi điêu hồng vô ăn cho vui các bạn ơi. Thay mồi là chính mà. Đó, ơ bự chưa? Bảy cái này phải cắt đi. Cái mà tay cái cắt đi. Mà giờ nó quay cá bự thì anh chiều cũng không có con quay. À đã, đúng lúc con cá bự đó, không quay ổn kê. Chịu thôi, được hai con luôn à. Đó, dính rồi. Cua đồng luôn. Cua đồng luôn hả? À. Ghê vậy? Rồi anh chơi các bạn lên luôn rồi nó làm một nồi luôn rồi. Bảy con này bảy triệu không? Bảy triệu sáu sáu nghìn tiền lát em để chung cái phần phòng em đợi gì để cái bung bờ của bạn kệ hết chứ như vậy lại để em chập hồi nóng máy dạ để em chập nóng mình quay 2 tiếng á. GoPro không chúng ta hiện tại kìa còn GoPro quay được có 30 phút rồi không có không kiếm con nào to phi nái à dễ có lắm chứ. Rồi hai con lượt luôn hay quá anh ơi. Nằm phao luôn á. Con dít. Con bự giùm chỗ này thì không sao. Rồi lên rồi. Phi. Còn đó là to nhất rồi đó. Phi nha. Rồi đó là bự rồi đó. Rồi con kia bự hơn nữa kìa. Thằng bự không à. Con nữa sao hai người liên tục vậy mình ngồi cái bên mình anh thì thường ngồi giữa bị ép chắc vậy bị ép á. Ồ viên đó mình cho bá luôn kêu đó rồi ngon rồi chưa đó không giá cho giờ cho gió thổi đặt chúng nằm vô bờ luôn đi cho vô từng má chắc đó. Tôi chắc rồi dở không. được á các bạn vì hơi bị to luôn á. Ê con nữa kìa, đứa kìa, hai con lượt luôn. Đã vậy. Để mình
Chụp con cá mừng hú hồn luôn các bạn ơi. Chụp con cá mừng hú hồn luôn rồi. Ghê thiệt chứ. Trời sắp mưa tới rồi các bạn ơi. Nên là chắc mình phải chắc mình cắm đêm ở đây các bạn ạ. À. Cắm đến chắc chiều mai luôn quá. Chút nữa hai ông bạn về chắc về rồi. Còn có mình nè. Mấy tối nay có ai ra ngồi coi chung mình không? Có. Hy vọng là sẽ có các bạn ạ. À. Anh. Giờ anh thu được không anh? Thu được chưa nghe không? Em thu á. Thu được mày. À, ok các bạn ơi, thì bây giờ trời nó đang chuyển mưa rồi, anh em đang thu cần, mình kết thúc cái video câu đơn các bạn ơi, mình kiếm chỗ núp đã, trời chuyển mưa rồi. À, các bạn xem video nếu thấy hay hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video với nhiều người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha. Trâu nữa.